thì bên kênh video clip tiếp theo cô sẽ làm từ vựng của bài 20. Bài 20 hôm nay á, nó sẽ nói về những cái thể thông thường ha, rất là đơn giản các bạn. Thể thông thường tức là sao? Bình thường mình gặp thầy cô, mình gặp người lớn, mình gặp sếp của mình thì mình sẽ phải dùng cái những cái câu, những cái lời chào, lời nói lịch sự để mình nói với họ, đúng không? Tại vì họ là người trên mà. Thì hôm nay mình sẽ học những cái câu, những cái từ vựng mà nó mang cái đời sống thường ngày thông thường. Ví dụ như gặp bạn bè, gặp thằng bạn thân hoặc là gặp nhỏ bạn thân thì mình nói với nó những cái câu bình thường thôi. Thì hôm nay mình sẽ cùng làm quen với những cái từ vựng nói về những cái thể thông thường đó nhé. Rồi đầu tiên cô có động từ cần, cần cái gì đó ha. Idimas. Idimas, cần. Rồi, cho ví dụ lúc nào cần gì ta. Ví dụ như đi nước ngoài thì mình cần gì, mình cần visa đúng không? Rồi cô sẽ cho các bạn từ vựng visa. Visa tiếng Việt là visa ha. Visa rồi, visa ga idimas. Trở từ ga nhé. Cần, cần visa để đi du lịch thì là visa ga adimas idis ga. Tiếp theo cô có động từ tìm kiếm hoặc là điều tra hoặc là kiểm tra một cái gì đó ha. Shirabemas. Shirabemas, tìm kiếm. Hoặc là điều tra. Điều tra một cái vấn đề gì đó ha. Điều tra một cái việc gì đó, ví dụ như điều tra trên internet chẳng hạn nè, tìm kiếm thông tin chẳng hạn ha, shirabemas. Rồi tiếp theo cũng có động từ chỉnh sửa, tu sửa hoặc là sửa chữa cái món đồ nào đó ha, shurishimasu. Shurishimasu, shurishimasu, tu chỉnh sửa. Ví dụ cái máy laptop mình hỏng thì mình sẽ đem nó đi sửa chữa ha. Shirishimasu. Tiếp theo bây giờ mình đọc trước động từ đi rồi sau đó mình qua danh từ. Rồi, đầu tiên cần irimasu, cần thị thực, cần visa, visa ga irimasu, tìm kiếm shirabemasu, tìm kiếm thông tin, điều tra thông tin shirabemasu. Rồi, chỉnh sửa, chỉnh sửa shirishimasu, chỉnh sửa ha, shirishimasu. Tiếp theo cô có nhân xưng bô cự. Vô cừ, bạn nào coi nhiều phim anime của Nhật Bản thì sao biết được chữ vô cừ là vô cừ này bằng với lại watashi. Watashi ở bài đầu tiên mình học là gì ta? Là tôi đúng không? Vậy thì vô cừ đây là cách nói thân mật, cách nói thân mật, cách nói đời thường của watashi ha. Watashi, tôi bình thường thôi ha. Watashi, tôi, cách nói thân mật nhé. Cách nói thân mật của watashi, vô cừ coi trong phim các bạn. Về những cái bạn nam hoặc là nhân vật nữ thường xưng các bạn nam thường xưng là bô cừ. Rồi tiếp theo kimi. Kimi ha, kimi là cách xưng hô thân mật của anata. Anata là ngôi thứ hai ha, bạn hoặc là anh chị gì đó, bạn bè của mình ha. Xưng kimi bằng với anata ha, yes ka. Đây là cách nói thân mật. Rồi tiếp theo cô có họ tố kun. Kun trước kun là tên, ví dụ như bạn đó tên Nam đi, Nam Kun. Bạn đó tên Bảo đi, Bảo Kun. Bạn đó tên An thì An Kun chẳng hạn ha. Kun này là gì? Cũng là cách nói thân mật thay thế cho sần ha. Thay thế, ví dụ như Nam sần hoặc là Bảo sần thì bây giờ mình thay thế bằng chữ kun này, cũng là cách nói lịch sự, cách nói thông thường của sần ha, dùng cho bé gái hoặc là bé trai hoặc là những cái người ít tuổi hơn mình hoặc là bạn bè thân thiết thì dùng cái chữ kinh. Rồi tiếp theo mình đã học cái cách trả lời vâng hoặc là không rồi đúng không? Vâng là hay. Thì bây giờ cách nói thân mật thông thường của hay sẽ là ưng. Ưng ha, cách nói thông thường của hay sẽ là ưng. Rồi, vậy thì ie sẽ là ưng. Hai chữ ưng. Ie. Cái nói
thường nhận dùng trong giao tiếp hàng ngày nè. Ha, lên ha, và yeah yeah ha, còn là hay. Đây tiếp theo cô có từ vựng hoặc là tiếng ha, từ hoặc là tiếng. Kotoba. Từ hoặc là từ vựng hoặc là tiếng. Những cái từ này mình học là các bạn, những cái từ vựng mình học gọi là kotoba. Kotoba ha, từ vựng hoặc là tiếng, từ tiếng kotoba. Rồi hôm nay mình học tiếp. Tên riêng của một đồ, tên đồ ha, kimono. Kimono thì các bạn quá quen thuộc rồi đúng không? Trang phục truyền thống của Nhật Bản, kimono ha, kimono. Kimono, trang phục truyền thống của Nhật Bản. Vậy thì trang phục truyền thống của Việt Nam là áo dài ha, áo dài. Tiếp theo cô có, hồi nãy cô có là thị thực visa, là visa cô ghi lại nhé. Mình sẽ ghi nó bằng katakana. Thị thực visa. Yes, đó. Rồi bây giờ mình cùng đọc qua nhé. Đọc qua nhé. Thay thế cho chữ son là cưng, dùng cho những người thấp hơn mình, bé trai, bé gái hoặc là bạn bè, thân thiết. Tiếp, đồng ý hay thì dùng thông thường của nó sẽ là Rồi, không đồng ý, và thông thường của nó là Rồi, từ hoặc là tiếng từ vựng của mình nè, kotoba. Rồi, trang phục truyền thống của Nhật Bản, kimono, và thị thực là visa. Mình tạo đầu quen ha, thể thông thường. Cái ngữ pháp của mình nó rất là thú vị các bạn. Mình sẽ nói bằng những cái thể thông thường. Thì cái thể đó mình sẽ sử dụng rất là nhiều khi mà mình đến Nhật ha, đến Nhật. Cô mong là các bạn cùng cố gắng luyện tập. Rồi tiếp theo cô có đầu tiên ban đầu danh từ Hajime. Đây là danh từ ha, đầu tiên hoặc là ban đầu. Ban đầu lần đầu nè, Hajime. Rồi vậy thì cuối cùng hoặc là kết thúc ha, Owari. Chắc chắn cái này các bạn sẽ thấy nó quen đúng không? Hajime trong động từ Hajime mas bắt đầu, còn Owari trong động từ Owari mas là kết thúc. Thì bây giờ đó là danh từ ha. Kết thúc Owari. Đây tiếp theo cô có cách nói thân mật của nơi chốn đầu tiên, Kochira. Kochira thì mình sẽ có Kochi. Không biết các bạn còn nhớ không ta? Kochira ha. Kochira là gì ta? Có phải là phía này hoặc là chỗ này không? Bài 3 mình học rồi ha. Phía này hoặc là chỗ này, đằng này chẳng hạn ha. Kochi, Kochi ha. Rồi tiếp theo Sochira sẽ là Sochi. Sochi là cách nói thông thường của Sochira, chỗ đó, chỗ đó, phía đằng đó. Và Achi sẽ là cách nói thông thường của Achira. Achi chữ nhỏ nhé, Achi, Achira, chỗ kia, này đó kia ha. Và hỏi ở phía nào, ở đâu thì mình thường sẽ có Dochira đúng không? Dochira desu ka? Vậy thì bây giờ hỏi thông thường của nó sẽ là Dochi. Dochi. Chỗ nào nghe vấn từ ha? Chỗ nào hoặc là phía nào hoặc là cái nào hoặc là ở đâu? Chỗ nào có một nghĩa là cái nào nữa nè. Đâu nữa ha? Desu ka? Rồi bây giờ mình cùng đọc qua nhé. Đầu tiên ban đầu Hajime, kết thúc Owari. Rồi chỗ này Kochi, Kochi, chỗ đó Sochi, chỗ kia Achi, và ở đâu, chỗ nào Dochi, Dochi ha. Và đây là cách lịch sự của nó, mình học ở bài 3 rồi nên là con không nhắc lại nhiều nhé. Rồi tiếp theo mình có danh từ mọi người, mọi người ha, Minnade. Minnade, mọi người cùng.
mọi người cùng ăn nào, hoặc là mọi người cùng học bài nào, hoặc là mọi người cùng đi chơi nào ha. Rồi tiếp theo mình có một cái ngữ pháp nhỏ ha, kedo. Kedo ở đây là lịch sự, có nghĩa là nhưng, và nó là sử dụng thông thường cho cái ngữ pháp gà nhưng ha, mình nhớ chưa? Yes, gà một cái gì đó ha, hai vế đối ngược lặp lại với nhau, kedo. Rồi, và một câu nói tôi no rồi, onaka ga ippai, onaka ga là trợ từ ha, ippai ippai onaka ga ippai desu, onaka là bụng nè, ippai là no hoặc là đầy, vậy câu này có nghĩa là bụng mình no đầy, tức là tôi no rồi ha. Câu này dùng trong phần giao tiếp ha. Onaka ga ippai desu. Onaka ga ippai desu. Tôi no rồi. Ines ga. Rồi, mọi người cùng Mina đế. Nhưng thường thường là gà. Hôm nay mình học thể thông thường ha. Kedo. Rồi, câu một câu giao tiếp nè. Tôi no rồi. Onaka ga ippai desu. Ines ga. Thì toàn bộ cái từ vựng ngữ pháp và hai môn của mình nó chỉ có như đây thôi. Thì cô mong là các bạn sẽ tập ha. Cái này là mình sẽ tập nói nhiều nè. Tại vì sao? Những cái thể thông thường á, mình thường mình đi học trên lớp thì mình chỉ sử dụng những cái câu lịch sự để mình nói chuyện với giáo viên thôi, hiếm khi nào mình dùng những cái thể thông thường mà mình nói chuyện với bạn bè lắm, nên là cô mong các bạn hãy cố gắng luyện tập nhiều cùng với phòng ngữ pháp để khi mà mình gặp người Nhật, gặp bạn bè mình sẽ không bị khớp, gọi là không bị khớp ha, mình sẽ tự nhiên hơn trong cái cách dùng hành văn tiếng Nhật. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo. Sayonara.